nhà khách rất đẹp. Hữu Di vừa vào là cũng bị choáng ngợp bởi một không gian có thể nói là rất nên thơ hữu tình như này. Đấy gì? Đúng rồi. Nếu không đấy. Hát nữa thì tắt đúng này. Rồi, tắt đi. Nó ngay đằng sau ấy. Đời người như một dòng sông, đổ ra biển cả, con nước trôi theo. Vâng, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Alex. Và ngày hôm nay chúng ta có một đơn hàng có thể nói là cực kỳ hay, cực kỳ đặc biệt đến từ một khách hàng đến từ Nam Định. Thì chúng ta có thể thấy được ngay là Hữu Di đang trên đường cao tốc để có thể đi qua Nam Định cũng như để quay review bộ sản phẩm ngày hôm nay. Một ví dụ với quý vị là chúng ta có một bộ sản phẩm đến từ thương hiệu JBL với model thuộc dòng PRX, là một dòng made in Mexico, một dòng loa có thể nói là cực kỳ hay. Và ngày hôm nay Hữu Di cũng đi cùng với trưởng phòng vận tải Kim Giang cùng với kỹ thuật viên Lưu Hoàng Công Hoan. Vâng, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tiếp video để chúng ta sẽ đến nhà với khách hàng đặc biệt này. Đó, chúng tôi đang trên đường cao tốc, đường rất là đẹp. Cánh đồng thẳng cánh cò bay, rất nhiều chim cò này, con chạc bắn thì quá tuyệt vời. Dạ vâng, chúng tôi đã đến nơi rồi quý vị nhé. Chúng ta sẽ lắp cho anh Bùi Văn Thành ở Ý Yên, Nam Định. Đây, chúng tôi đang có mặt tại Nam Định này. Kỹ thuật viên Hoàn đang bê đồ vào nhà anh Thành. Đúng rồi, rất khỏe đúng không ạ? Chúng ta thấy trưởng phòng vận tải Giang Seven. Thôi, hai kỹ thuật vào rồi thì có lẽ là tôi sẽ ở ngoài này để trông đồ. Đó, chúng ta sẽ có một dòng súp điện của thương hiệu Anto TS312S cùng với một đôi loa. Quý vị có thể nhìn thấy được dòng PRX. Đây là một dòng loa made in Mexico của thương hiệu JBL. Và xung quanh không khí có vẻ chúng ta rất là trong lành quý vị nhé. Gà qué chạy đầy đường. Là cái chạy đầy đường. Khênh mẹ. Đó, khênh hai cái một. Trồng hai cái đấy cho người khênh. Đấy. Rồi khênh cho nó đi nó nhẹ nhất. Nhà khách rất đẹp. Dạ vâng, phải nói là rất đẹp. Nhà khách rất đẹp quý vị nhé. Khênh nó nặng. Khênh hai cái nặng. Nặng lắm. Ôi, trồng hai cá lên khênh luôn. Được. Ăn nhé. Bình thường. Nhìn hai kỹ thuật viên mà tôi cũng cảm thấy hơi mệt. Vâng, đây là chiếc loa cuối cùng rồi. Tôi cũng đang cầm một thứ khá là nặng, đó chính là chiếc chân mic. Ôi dồi ôi, nhà khách rất là đẹp quý vị nha. Cảm ơn quý vị. Nhà khách rất là đẹp. Đây, chúng ta đã khênh các sản phẩm vào trong rồi. Làm quả vẹo cả xương sống. Cái xương sống. Thôi gì với cái loa. Là vâng, quý vị, chúng tôi đang có mặt tại nhà anh Thành với một không gian đầy co cực kỳ đẹp quý vị nhá. Đó, quý vị có thể nhìn thấy nội thất đầy co rất đẹp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bóc sản phẩm loa ra quý vị nhé. Viên Hoa đang bóc ra. Chúng ta vào đây chính là chiếc loa thứ hai quý vị nhé. Thuộc dòng series PRX 400. Có thể nói đây là một dòng loa với phong cách tính chất biểu diễn cực kỳ hay. Made in Mexico. Cháu bỏ cái bộ cũ này đi à? Không. Cái bộ cũ này. Ừ. Vâng, quý vị có thể nhìn thấy đây là tay cầm này. PRX series. Bộ cũ dòng PRX. À đấy ạ. Anh có thể nhìn thấy mặt e căng. Anh cũng ở Hà Nội này. Đúng rồi, hôm qua anh bảo là anh ở Hà Nội về này. Mặt e căng series PRX. Đây là một chiếc logo mà Hữu Di rất là thích. Logo rất là đẹp quý vị nhé. Đó, mặt e căng sập lỗ tổ ong rất là đẹp.
Và tiếp theo chúng ta sẽ có súp, súp điện Anto. TS312S. Công suất pick lên đến 2000. Đó, quý vị có thể nhìn thấy logo rất là đẹp. Một dòng súp bát 30 đến từ thương hiệu của Anto. Đây là hộp phụ kiện, bên trong có dây nguồn quý vị nhé. Bên trong có dây nguồn. Chúng ta hãy cùng vào xem một chút. Wow, chúng ta có thể nhìn thấy được rằng không gian nhà của anh Thành thì đẹp quý vị nhé. Một bàn ghế. Anh bảo để kệ luôn. Đây. Thì chắc anh đang là trưởng phòng vận tải Giang đang ngồi hưởng thụ. Vâng. Đây chính là bộ BMW cũ, bộ BMW cũ của anh nhé. Của anh Thành, và anh Thành sẽ tiến hành lắp bộ mới để thay bộ cũ này. Anh rời đi từ đâu vậy? Vâng. Tôi thấy được một khung cảnh để co rất là đẹp đúng không ạ? Lắp cứ cần chỉnh cái lắp thôi. Cần chỉnh cái ngon lành này. Ra hôm qua anh qua rất trải nghiệm rồi mà. Cái chân đi chốt này rồi về là giờ nó theo nghĩ và cái lắp theo nghĩ là xong thôi. Nhưng qua người hát mãi chỗ kia rồi. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy bộ bàn ghế rất là đẹp này. Cùng với ốp và gỗ, ốp gỗ ở bên trong nội thất của nhà cực kỳ đẹp. Và có lẽ là đôi loa của chúng ta sẽ để hai bên thay thế cho một đôi loa BMW cũ của anh, và những thiết bị đi kèm thì sẽ đặt ở trong cái hốc kia. Cái chiếc kệ TV có thể nói là thiết kế khá là đơn sơ nhưng mà nó có vẻ toát lên một cái rất là royal, rất là hoàng gia. Chúng ta thấy một mộc nhưng mà rất là đẹp, nhìn mộc mạc thôi nhưng mà rất là đẹp đúng không ạ? Có thể nhìn thấy. Cùng với bên trên chúng ta có một bức tranh 8 con ngựa. Mấy con nhỉ? Mã đáo thành công là mấy con nhỉ? Mã đáo thành công là 8 con. 8 con đúng không? Thế chứng tỏ là Hữu Duy nói không sai. 8 con. Rất đẹp đúng không ạ? Bức tranh bằng gỗ xong là khảm thêm cái gì kia? Mạ vàng. Mạ vàng. Rất đẹp. Vàng 9/4. Và rồi kỹ thuật viên Hoan đang tiến hành lắp mic. Đó, các vị có thể nhìn thấy bộ mic JBL VM200. Cực kỳ đẹp quý vị nhé. Đôi loa súp. Anh dùng cục đẩy cho mình là dòng 1020A của thương hiệu BIK quý vị nhé. Và vang số KX180. Đây. Đây chính là cục đẩy 1020A. Đó, van số KX180. Chúng ta có thể thấy được rằng là độ chịu chơi về thiết kế cũng như là về decor của căn nhà mình rất là đẹp. Hữu Duy vừa vào là cũng bị choáng ngợp bởi một không gian có thể nói là rất nên thơ hữu tình như này. Đó. Và chúng ta sẽ còn có những cái đèn hắt sáng, như thì nhìn thấy không ạ? Đó. Sẽ còn những chiếc đèn hắt sáng để khi tối đến chúng ta có một không gian quang cảnh đẹp hơn nữa. Đèn hắt sáng trên nền cỏ. Đó. Và chúng ta sẽ có một nhà thờ tổ ở đây. Không gian decor của nhà anh Thành có thể nói rất đẹp. Không gian nhà anh Thành rất đẹp. Có thể nói ở một vùng quê rất là yên tĩnh như thế này mà chúng ta được sống trong một không gian có thể nói là cực kỳ ngon, cực kỳ VIP như thế này thì có lẽ là cuộc sống không còn gì mong chờ hơn. Và kỹ thuật viên Hoan đang tiến hành nối dây loa, kéo dây, DJ, Hoan DJ, Hoan DJ. Và đây là chiếc súp, súp thì sẽ để bên cạnh. Ôi, này vừa đẹp luôn. Vừa thân, vừa thân, vừa thân. Này là bậc đôn,
sẽ là combo đẩy vang mic. Đây cục đẩy 7K. 1020A 1000W/100. Cái thì không cần đôn đâu, nhưng mà anh ạ, cái loa kia là có đôn. Rồi, đôn thì đơn giản mấy trăm nghìn cái đôn. Đấy, mua 20 đôn 60 thôi. Nó đang tiến hành tăng chỉnh những chiếc loa nó ra. Sẽ phải tăng chỉnh từng chiếc loa một quý vị nhé. Đó, sẽ dùng một chiếc mic RTA chĩa thẳng vào loa để có thể tiến hành thu được cái thải sóng. Quý vị có lẽ là cũng sẽ thắc mắc vì sao nó lại kêu rè rè như nhiễu sóng như này. Có lẽ là chính bởi vì tiếng này chúng ta mới có thể tăng chỉnh tiếng làm sao cho nó hợp lý của từng loa. Hai loa full, sau đó sẽ đến loa sub và cuối cùng sẽ là tổng thể quý vị nhé. Chúng tôi sẽ đo trên máy. Sẽ đo trên máy bằng một bộ dụng cụ đo chuyên dụng. Đó. Để kỹ thuật viên Hoàng có thể dò được chính xác các giải tần số nó bị ù rền cũng như là những giải tần số nó xấu. Sẽ cắt nó đi. Đời người như một dòng sông đổ ra biển cả, có nước trôi theo dòng. Qua bao tháng ngày rồi đây con nước về đâu? Là người sống phải thẳng ngay, đừng gieo lên tội, biết trách ai, trách ai sau này. Trách chính thân mình, vì sao gieo nỗi sầu đau. Buồn mênh mang dáng xưa tan theo giấc mộng, chắc người đã bước qua sông càng mùa của chỗ đông nồng ấm. Làm sao em quên những ngày khi mới quên tên, bên sông ta bèn buồn hai đứa còn yêu đương. Ví dụ xoáy nó lên xuống hay là lên to xuống, quá đấy, mình xoáy lại về số 10. Về số 10, cả hai bên đều như thế nhá. Hai bên đều xoáy như thế, còn không phải ấn gì như này nữa. Tắt thì nó tắt ở ngay đằng sau này, sờ ngay đằng sau thì tắt. Ủa. Được, hoặc xoay này. Công tắc à? Đây, công tắc ở đây. Đấy. Đâu xin nào? Đấy gì? Đúng rồi. Nếu tôi không đấy. Hát nữa thì tắt. Đúng rồi, này. Tắt đi. Nó ngay đằng sau ấy. Còn cái vang, tiết đến cái vang nó cũng tắt ở ngay đằng sau này, sờ bên này, nó ở bên này cơ. Vâng. Vâng, thưa quý vị, và vừa rồi Hữu Duy cũng như là kỹ thuật viên của Bảo Châu Lake cũng đã đến trực tiếp nhà anh Thành tại Nam Định để có thể set up cho anh một không gian âm thanh, cũng như là từ đầu quý vị đã xem video rồi. Và có thể nói với không gian âm thanh này thì anh Thành cũng như là bố mẹ của anh Thành cũng rất là hài lòng với chất lượng của sản phẩm của Bảo Châu, cũng như là về kỹ thuật viên của Bảo Châu Lake đã set up một cách rất là hay quý vị nhé. Và bộ dàn của anh Thành sẽ bao gồm một đôi loa JBL PRX415M thuộc series 400 của JBL, thương hiệu Mỹ và được made in Mexico, được nhập khẩu trực tiếp từ Mexico về Việt Nam quý vị nhé. Một chiếc loa súp điện Anto TS312S Bass 30 của thương hiệu Anto đến từ Mỹ. Với combo của cục đẩy vang số và micro cũng có vẻ là cũng đã rất quen thuộc với quý vị rồi. Một chiếc cục đẩy BIK VM1020 hai kênh 1000W một kênh với một chiếc vang số JBL KX180 và micro VM200. Thì có thể nói với bộ dàn ngày hôm nay thì anh Thành cũng như là bố mẹ của anh Thành cũng đã rất hài lòng về chất lượng của sản phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Khi quý vị mua hàng, quý vị sẽ được setup tại nhà cũng như là giao hàng miễn phí trong vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất. Và chúng tôi còn có chế độ hỗ trợ trả góp dành cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Đừng quên nhấn like, share, bật chuông để nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục?
Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!